Thưa quý vị, với mong muốn làm giảm chi phí đầu vào khi chăn nuôi gia súc gia cầm, đồng thời chủ động được nguồn thức ăn sẵn có cho người chăn nuôi, thì một thầy giáo ở An Giang đã sáng chế ra chiếc máy tạo viên nén thức ăn rất hữu dụng. Và điều đáng ngạc nhiên là chỉ trong 1 giờ, chiếc máy này có thể ép nén và cho ra từ 60 đến 100 kg thức ăn dạng viên. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tận một sở thị chiếc máy hữu dụng này nhé. Anh Nguyễn Văn Chúng ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, vốn là một giáo viên chuyên toán. Thế nhưng giờ đây người dân trong vùng còn biết đến anh với biệt tài là kỹ sư sáng chế nhờ chiếc máy nén thức ăn này. Đây chính là thành quả sau 2 năm anh Chúng bỏ công nghiên cứu và trải qua không ít lần thất bại vì tận dụng lại những phế liệu đã cũ. Lúc trước khi mà làm cái máy này thì tôi có mua một cái máy nghiền ở ngoài chợ đó để nghiền những cái hạt mắp với lúa cho gà. Thì khi mà tôi đổ ra thì con gà nó chỉ lựa những cái mà nó muốn ăn thôi, nó chỉ lựa lúa thôi, bắp thì bỏ lại, nhưng mà bắp thì nó đầy đủ dinh dưỡng cho con gà lắm. Cho nên tôi mới nghĩ sao để mình trộn mấy cái nguyên liệu này lại hết mà nó ăn nó không lựa được, thì mình mới làm cái máy này. Đối với một kỹ sư tay ngang thì việc biến ý tưởng thành hiện thực là một điều hết sức gian nan. Anh Chúng đã mất khá nhiều thời gian tìm đến chợ trời để sang thiết bị và tìm mua sắt phế liệu phù hợp. Sản phẩm ban đầu hình thành cũng chưa thể nén thành viên vì nguyên liệu đưa vào dễ bị quánh cục xung quanh máy, như cố tình thách thức sự quyết tâm kiên trì của anh Chúng. Đó, thứ nhất đó là nó chạy không có năng suất, mà cái thứ hai nữa khi nó chạy thì cái nguyên liệu nó cứ quánh cục ở trên này hoài, nó không xuống thành viên. Nó cứ chạy rồi nó cứ nhào trên này hoài rồi nó không có ra viên được cái này. Thì mình mới nghĩ đến mình cải tiến những cái bộ phận ở bên trong này, và cái khi chạy thì cái nguyên liệu nó đổ xuống như này nè. Thì mình mới làm hàng một cái lưỡi gà ở trong này để chặn lại, và cái nguyên liệu mình sẽ trộn từ từ lại. Nhiều khi lúc mà trộn mà nó khô quá để vô chạy là cái motor nó đứng motor luôn. Cho nên mình nguyên liệu mình trộn từ từ khoảng 1-2 lần, mình có kinh nghiệm thì khi trộn thì giờ là nó ra viên. Và bây giờ với chiếc máy này, người nuôi chỉ cần vài thao tác là có thể tạo thành những viên nén thức ăn cho gà, vịt, heo rất đơn giản, nhẹ nhàng. Cấu tạo của chiếc máy gồm một motor HB, bộ nhông nghiền thức ăn, một tấm ép khoang lỗ. Khi bỏ nguyên liệu vào máy, thức ăn hỗn hợp sẽ được dồn xuống khoang nén, đi qua tấm ép khoang lỗ để tạo thành viên. Tùy theo kích thước tấm ép khoang lỗ mà kích thước từng viên thức ăn sẽ khác nhau. Nếu lỗ khoang có kích thước to, trong 1 giờ có thể tạo ra 100 kg thức ăn dạng nén, còn viên nén nhỏ 60 kg 1 giờ. Khi mà cái motor này nó chuyển động thì cái hạt nhông này nó sẽ chuyển lên cái cốt này. Và ở đây mình có một cái mặt ram. Khi đó thì mặt ram này sẽ quay và cái trục này nó sẽ ép xuống, ép cái nguyên liệu hạt bắp hoặc là hạt lúa, nó nguyên mấy cái hạt đó nó sẽ đè xuống cái lỗ của mặt ram và nó sẽ chạy thành viên thức ăn cho mình. Và dưới này mình làm một cái lưỡi gà để mình cắt cái viên cho nó vừa cái cỡ nào mà mình muốn thì ra cỡ đó. Ở đây có một cái mặt ram để nó chạy để nó hứng thức ăn thì nó lùa ra ngoài. Ưu điểm của chiếc máy là có thể xay, nghiền và nén các loại thức ăn khác nhau, đồng thời kiểm soát được nguyên liệu và chất lượng thức ăn. Với cách làm này, người nuôi có thể tận dụng được những loại thức ăn có sẵn như lúa, bắp, cám, gạo, bã tàu hũ để tự phối trộn tạo thành viên nén thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm. Thậm chí là phối trộn thêm các chất dinh dưỡng hay các loại thuốc giờ đây cũng trở nên dễ dàng. Anh Chúng cũng chia sẻ thêm là chi phí để sở hữu chiếc máy này cũng không quá tầm của người nông dân, chỉ khoảng 9 triệu đồng. Sắp tới anh còn dự định sẽ bổ sung thêm chức năng sấy khô viên nén để lưu trữ được lâu hơn và phát huy được tính ưu việt tiện lợi của nó.